có 3 đoạn nè. Đoạn AE là ra 21,12, còn đoạn AF là ra 25, còn đoạn DG là ra 23,22. Em thấy cái đoạn lớn nhất là đoạn AF. AF là bao nhiêu? 25. Đây nó tính là 24,3 này. Tại em là chọn Còn đặt AE. hay là 21,12. 21,12. Rồi. AG của em bao nhiêu? Dạ 23,22. Phải chắc đúng Em tên gì? Dạ Khánh Long. Em tên gì nhỉ? Dạ Khánh Long. Khánh Long hình như lại hôm trước cũng có làm. Rồi rồi. Chứ em đâu có làm được. Khánh Long, ok. À dạ. Rồi, bạn nào mà chưa làm được á thì chụp hình cái lời giải lại rồi mình qua phần tiếp theo là tính tổn thất trên máy tính nào. Điện áp cho máy tổn thất điện áp cho máy tính. Con này đó. Con được mình đi con mắt này hả? Sao em? Biết con này. Mic cô bị rè hả? Nhận thấy ra thấy rồi. Cô cũng... Cái UN này với SN này là những giá trị định mức này. Chết tú tú sân thượng hay sao? Còn đây là tổn, đây là tổn thất điện áp trên máy bên, tổn thất điện áp trên máy bên áp. Em chụp hình công thức này là mình sẽ phân tích cái ví dụ để hiểu những cái hệ số delta pk và cái pk này này thì trong cái phân số máy bên áp tôi sẽ gửi cho đây thông số kỹ thuật của máy bên áp của cái hãng ABB. Delta delta pk này, pk phần trăm này. Bây giờ các em tính cái nhà này, tôi sẽ gửi. Biết gì vậy? Cô quay lại cái slide đầu tiên mà em chưa chụp kịp cô.
Cô chỉ cái cách tra thông số máy biến áp nha. Ở đây máy biến áp là TM630 là giá trị công suất, còn 22 là cấp điện áp. Thì bây giờ mình sẽ tra như thế này. Công suất này 630, cấp điện áp 22, 0,4. Thì ở đây sẽ là delta PK 22, delta PK là 8,2. Còn UK là 4,0.
Đáp án là 704 vô nữa cô. Để cô coi nha. 704 vôn đúng rồi. Em tên gì? Dạ, võ Nguyễn Chi Kha. Duy Khe hả? Dạ. Bạn nào mà chưa làm được thì chụp hình lại cái lời giải nha. Em làm một thêm một cái ví dụ này nữa. Ở cái ví dụ này thì các em lưu ý là trên cái đoạn từ máy phát mà cho tới cái điểm này này, từ máy phát cho tới điểm này thì nó có một cái độ sụt áp, cho nên là cái điện áp U2 này á, từ máy phát là 22 kV nhưng mà phát đến máy biến áp á, nó đã bị sụt áp rồi, cho nên cái U2 này nó không phải là 22 kV nữa nha, nó sẽ bị mất một cái lượng sụt áp trên cái đoạn từ máy phát đến máy biến áp. Lưu ý cái chỗ đó, cho nên là cái điện áp đầu vào của máy biến áp á, điện áp bên phía sơ cấp của máy biến áp á, nó không phải là 22 kV nha.
Cô bằng 918,61 đó. chín trăm mười tám thế sáu mốt đúng rồi em. Em tên gì? Lê Phú Lê Hữu Phước hả? không? Hữu Phú không? Phú hả? Dạ đúng rồi không? Ở đây các em xác định tổn thất điện áp trên cái đường dây là từ máy phát cho tới máy biến áp á, là delta U 0,23 kV. Thì cái điện áp ở cuối đường dây á chính là cái điện áp bên phía sơ cấp của máy biến áp, nó sẽ bằng 21,77 kV chứ nó không còn là 22 kV nữa. Rồi thì sau đó các em áp dụng cái công thức để tính ra cái tổng tổn hao điện áp bằng cái tổn hao điện áp trên đường dây và tổn hao điện áp trên máy biến áp cộng lại á, thì ra tổng cái tổn thất điện áp bằng 918,61 V. Rồi. Thì tại sao phải tính cái tổn hao điện áp? Cái tổn hao điện áp chính là cái độ sụt áp. Thì mỗi một cái công trình người ta yêu cầu cái độ sụt áp là cho phép là bao nhiêu đó, thì khi mà em thiết kế đó, em phải tính cái độ sụt áp này xem mà nó thỏa mãn với cái yêu cầu của công trình chưa. Nghĩa là thường người ta sẽ cho cái delta U phần trăm cho phép á. Delta U phần trăm cho phép là thường nó là tùy công trình thôi, nhưng mà thường là 5%. Thì khi mà em tính được tổng cái tổn hao điện áp xong rồi em tính delta U phần trăm ra chia cho cái U định mức, delta U chia U định mức thì nó ra là cái delta U phần trăm, xem mà nó có thỏa mãn với cái yêu cầu của công trình đấy chưa. Đó là cái lý do mà tại sao phải tính tổn hao điện áp. Và cái nữa là để tính tiết diện dây dẫn thì em phải chọn tiết diện dây dẫn sao cho nó thỏa mãn cái yêu cầu về độ sụt áp của công trình á. Thì mình qua cái phần tiếp theo là chọn tiết diện dây dẫn theo cái tổn hao điện áp. Thì em có thể chọn tiết diện dây dẫn theo những phương pháp khác như là theo cái điều kiện phát nóng. Nhưng mà nếu mà em có tính tiết diện dây dẫn theo cái điều kiện phát nóng thì em cũng phải kiểm tra lại xem là có thỏa mãn điều kiện sụt áp hay không. Cái nó có thỏa mãn cái độ sụt áp cho phép á. Rồi có nhiều khi nó các em chọn dây dẫn ấy, nó thỏa mãn cái độ sụt áp cho phép nhưng mà nó lại không có thỏa mãn cái điều kiện phát nóng của dây dẫn thì cũng không được. Cho nên là nó phải vừa thỏa mãn cái độ sụt áp cho phép và vừa thỏa mãn cái điều kiện phát nóng nữa. Ở đây thì cô chỉ có hướng dẫn các em chọn dây dẫn theo cái tổn hao điện áp thôi. Thì các em cứ chụp hình lại cái công thức này xong rồi sau đó mình làm ví dụ để cho hiểu. Các em làm ví dụ này. Các em coi lại công thức này, delta U phần trăm thì sẽ bằng delta U chia cho U định mức nhân 100. Coi lại công thức này nha.
Rồi để các em làm cái ví dụ này. Hãy
Tiết diện là 89,5 đúng không cô? Dạ alo cô. Chờ một xíu. Dạ tiết diện là 89,5 đúng không cô? À, để cô coi, để cô coi. Đúng rồi em tên gì? Nguyễn Duy Thường không? Bên cô cũng nghe không ạ? À, cô nghe Nguyễn Duy Thường Cô nghe rồi. à, thì sau khi mà một cái dây dẫn mà nó có cái điện lớn hơn cái mà ép em tính đó, em chọn cái dây 95, chọn cái dây 95 thì thì ông thì mình sẽ qua cái phần tiếp theo là cái phần tính công suất bù phản kháng. Có bạn nào có thắc mắc gì không? Thì cái công suất phản kháng đó là cái gì? Ví dụ như là cái tải của em là một cái động cơ, thì khi mà em cấp điện vô, có nghĩa là cấp cái công suất tác dụng đó, P vô, nhưng mà cái động cơ nó không có quay liền,
một thời gian sau nó mới quay, thì nó có một cái phản kháng lại cái công suất tác dụng ạ, nó phản lại. Thì cái đó chính là công suất phản kháng. Còn nếu như mà cái tải của em là cái tải trợ thì nó không có cái thành phần phản kháng. Em cấp công suất vô bao nhiêu là cái trợ đó nó hấp thụ bao nhiêu, nó nóng lên bấy nhiêu. Nhưng mà cái đối với những cái tải mà có cái thành phần phản kháng á, ví dụ như động cơ chẳng hạn, thì nó có một cái thành phần phản kháng, nó phản lại cái công suất tác dụng. Thì đó là cái công suất phản kháng. Cái việc mà bù công suất phản kháng đó là để giảm cái thành phần công suất Q á, công suất phản kháng Q. Giảm cái này. Delta U thì bằng R nhân P cộng với lại Q nhân X chia cho U. Thì khi mà cái Q này nó giảm á thì cái delta U nó sẽ giảm. Có nghĩa là các em có thể là giảm Q để giảm cái tổn thất điện áp. Đây là cái công thức mà tính công suất phản kháng mà phải bù. Các em chụp hình lại công thức này xong rồi sau đó sẽ vô ví dụ để cho các em hiểu. Đây, các em làm ví dụ này bốn hai phẩy bốn năm không có. Mười sáu kW hả cô? Mười sáu kW phải không cô?
17 mới đúng em. Lấy số không? Em không lấy số lẻ không? Em tên gì? Niềm vui bên thằng à? Thuận phải không em? Thằng à? Niềm vui bên thằng. Thận hả? Thận nhưng mà Dạ. thuận không có chữ U. Dạ. Không có chữ U đúng không? Dạ. Thì Cô trên thực tế á, em hỏi đi. làm sao mình đã tính ra được công bố, mình sẽ search ra được các thông số giống ở cái bài đó đúng không? Em phải sử dụng cái Catalog thôi. Em chọn, em tính là em tính ra là 17 đúng không? Thì em có cái Catalog nào mà có cái nó lớn hơn là bằng cái công suất là em tính. Nếu mà đi thi cô sẽ gửi cho Catalog. Dạ bên ạ. Trên thực tế những cái xí nghiệp đó, nó sử dụng những cái tải mà có cái thành phần kháng, ví dụ như là động cơ đó, thì nó sẽ sinh ra một cái lượng công suất phản kháng lớn. Khi mà cái lượng công suất phản kháng lớn như vậy á, thì có nghĩa là cái cốt phi này nó nhỏ này, cái cốt phi này nó nhỏ, mà cái cốt phi mà nhỏ hơn 0,9 á là điện lực sẽ phạt tiền. Cho nên là khi mà thiết kế, các em khi thiết kế làm sao phải bù cái công suất phản kháng để cái cốt phi này lớn hơn 0,9, thì cái phần tính toán, cái phần bù này á là để nhằm mục đích như vậy. Khi mà các em thiết kế cung cấp điện á, là phải thiết kế làm sao để cái cốt phi trung bình của cái hệ thống đó nó phải lớn hơn 0,9, có thể là 0,9 hoặc là 0,95, 0,99 gì đó. Rồi đối với những cái tải mà hoạt động, cái phụ tải nó không thay đổi á, thì người ta bù tĩnh. Bù tĩnh có nghĩa là cái lượng bù là nó cố định, nó không thay đổi. Còn đối với những cái xí nghiệp ví dụ như là ban ngày làm ban đêm nghỉ, thì cái phụ tải á nó thay đổi theo ban ngày và ban đêm, thì người ta bù động. Ban ngày thì người ta đóng bù vô, nhưng ban đêm thì cắt bù đi. Đó là trên thực tế là như vậy. Rồi cái phần của mình thì hôm nay đến đây là hết rồi. Cái môn học đến đây cũng hết rồi, thì phần buổi sau thi, tuần sau thi á cũng chỉ nằm trong những cái gì mà mình đã học thôi. Nó giống như là những cái ví dụ mà cô cho các em làm được, những ví dụ này là đi thi làm được thôi. Rồi có ai có thắc mắc hoặc hỏi gì nữa? Cô có gửi slide này lên group luôn không Cô không có gửi slide, nhưng mà các em cần cái gì thì cô sẽ chụp hình cô gửi lên trên group cho. Cô Em lên cần cái cô làm xong cái điểm quá trình nữa không? tháng sau buổi hôm nay mới tổng kết được điểm quá trình. Vâng, Buổi hôm vậy nay có một số bạn có điểm này. vậy cô sâu lên các cô. Sau lên cô chưa có cập nhật nữa. Rồi trong ngày hôm nay thì cô sẽ gửi cho lên trên group cho. Trong ngày hôm nay sẽ có điểm quá trình. Có bạn nào có
hỏi gì đó. Điểm quá trình á thì là điểm cấu trúc đề thi sao không? Sao em? Em hỏi lại đi. Để cho em hỏi cấu trúc đề thi ấy cô. À, cấu trúc đề thi hả? Đề thi sẽ có phần bài tập với phần một câu hỏi hiểu biết thôi. Một câu hỏi để coi cái sự am hiểu của tụi em thôi. Là tầm mấy câu, cô 3 câu à? 3 câu. Bài thi là cả nhóm mình cùng làm đúng không cô? Đúng rồi, cả nhóm cùng làm. Cả nhóm cùng làm một đề một cái câu trả lời đó cho cả nhóm luôn. À, cái điểm quá trình á thì là hôm trước nhóm tụi em báo cáo là các em đã biết điểm rồi đúng không? Rồi những cái bạn mà làm bài tập ở trên lớp á, bữa giờ mà cô ghi tên lại á, là những các bạn đó ngoài cái điểm của nhóm hôm bữa trình bày báo cáo cộng thêm với lại cái điểm mà ở trên lớp này, thì những cái bạn mà làm bài tập trên lớp để đều được 9 điểm hết, là các em đã biết được điểm quá trình của mình rồi. Cô ơi, bữa trước em báo với cô là em vô muộn 3 tuần dốc phòng đào tạo cô nên em không có nhóm cô. Ừ. Em không có nhóm hả? Vậy bây giờ em không có điểm hả? Dạ đúng rồi. Ủa vậy là em có trả lời cái câu hỏi câu bài tập này gì không? Toàn trả lời muộn không cô. Thôi bây giờ sao nhỉ? Chắc cô cho em bài tập em làm thôi. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Thôi em nhắn Zalo đi rồi cô gửi đề cho làm rồi cô lấy điểm. Dạ vâng em cảm ơn. Cô ơi cho em hỏi là ví dụ như đề thi 3 câu thì mỗi bạn trong nhóm là một câu để chụp hình lại nộp đúng không cô? Được em, đã làm việc nhóm à? Cô cho đề làm theo nhóm có nghĩa là để tụi em làm theo nhóm, miễn sao là chụp lại, dán hết lại thành một cái file rồi gửi cô thôi. Dạ em cảm ơn ạ. Ừ. Là mỗi người một file riêng đúng không? Bài làm chung là file riêng. Đúng rồi, khi nộp thì nộp riêng, tại vì khi mà các em nộp lên trên cái trang thi á, là giống như là các em ký tên vô danh sách thi á, nếu mà các em không nộp thì coi như là các em không thi vậy đó. Mình có phải ghi tên còn tên bài nhóm có được thay đổi trong nhóm, các em copy ra trong cái bài của đó, tên nhóm là tên của em luôn chứ. Dạ, ý là mình phải ghi tên thành viên trong cái tự trong cái bài của em. Dạ. Thì bây giờ cái nhóm đấy em ghi hết tất cả tên các bạn đi cho dễ. Cô ơi, vậy cái bài thi cuối kỳ em chưa có nhóm, bây giờ có nhóm nào ít người để em xin vô được không? Thì các em tự xin bạn đi, bạn nào cho em vô thì em vô. Nhưng mà cái điểm nhóm là em chưa có, bây giờ cô gửi đề cho em làm rồi lấy cái điểm giữa kỳ của em. Dạ rồi, dạ rồi. Còn cuối kỳ thì dạ. Em xin vô nhóm nào mà bạn nào cho vô thì em vô. Dạ vâng, dạ. Trên cái bài thi 60 phút em. Yeah. Trên bài thi thì ghi nhóm và ghi tên hết tất cả các nhóm, tên hết tất cả các bạn ra. Xong rồi làm thành một file thôi, ghép tất cả những câu trả lời của từng bạn một, làm việc nhóm á, thành một file xong rồi chia sẻ cho các bạn trong nhóm để mà nộp bài lên. Bạn nào mà không nộp là coi như là không có đi thi đấy nha. Là không có, giống như là không có ký vô cái danh sách dự thi là mình vắng thi luôn á. Rồi còn ai hỏi nữa không? Không ai hỏi nữa thì
mình kết thúc môn học ở đây nha. Rồi chào các em.